Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thiết bị An ninh 24 giờ. Mến chào tất cả các bạn. Thì bữa giờ có rất nhiều bạn hỏi mình một vấn đề là khi các bạn lắp đặt camera ở nhà, người thợ đến lắp cho mình đó, thì sau khi lắp xong, người thợ cài cái tài khoản chính vào trong điện thoại của người lắp đặt và chỉ có chia sẻ cái tài khoản cho mình, có nghĩa là điện thoại mình chỉ là tài khoản phụ thôi, thì không có cách nào để lấy lại tài khoản chính. Thì có cách nào xử lý hay không? Thì video ngày hôm nay mình sẽ giải quyết vấn đề đó nha các bạn. Tại vì vấn đề rất là nhạy cảm, khi mà mình không là tài khoản chính thì những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái video của mình rất dễ bị phát tán ra ngoài đó các bạn, chưa kể những cái hình ảnh nhạy cảm, những cái video nhạy cảm nha các bạn. Cho nên sau khi lắp đặt camera, bằng mọi giá các bạn phải sở hữu, các bạn phải sở hữu nha, bằng mọi giá nha các bạn, cái tài khoản chính đó mình phải sở hữu để mình bảo mật, để những cái hình ảnh, những cái video riêng tư của mình không có đưa ra ngoài nha các bạn. Thì khi các bạn lắp camera xong, các bạn muốn biết xem coi cái tài khoản của mình là cái tài khoản chính hay là cái tài khoản phụ, thì cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận biết nha các bạn. Video sau nha. Ở video này mình sẽ xử lý cách lấy lại cái tài khoản khi mà tài khoản mình đang là tài khoản phụ nha các bạn. Thì sẽ có hai cách nha các bạn, hai cách để giải quyết. Cách thứ nhất là các bạn khi các bạn cài nè, ví dụ như con iMail hoặc là con KB One á, hoặc là các dòng Avid cũng được, cũng vậy nha. Đó, có hai cách để giải quyết nha các bạn. Cách thứ nhất là các bạn sẽ liên hệ đến người lắp đặt, các bạn yêu cầu người lắp đặt đăng nhập vào tài khoản của họ và xóa thiết bị, tức là khi cài đặt họ ép cái camera mình vào trong tài khoản của họ, camera mình là thiết bị nha các bạn, họ ép vào trong tài khoản của họ đó, các bạn yêu cầu họ xóa cái thiết bị ra khỏi tài khoản, không có liên quan gì đến tài khoản của người lắp đặt nữa, thì các bạn lúc đó các bạn mới reset camera, các bạn cài vào trong điện thoại các bạn, lúc đó các bạn mới là tài khoản chính nha. Rồi khi mà các bạn yêu cầu, cái yêu cầu của các bạn là xóa tài khoản không được đáp ứng, nghĩa là bạn không còn cách nào nữa, thì mình sẽ còn một cách rất là cứng nha các bạn, đó là mình sẽ sử dụng biện pháp mạnh là liên hệ với hãng để xóa, không cần quan tâm là người lắp đặt như thế nào nữa, mình không cần quan tâm đến người lắp đặt nữa nha, liên hệ trực tiếp kỹ thuật bên hãng sẽ hỗ trợ mình nha các bạn. Thì khi đó mình sẽ làm như thế nào đó, thì làm thế nào để liên hệ với kỹ thuật bên hãng hỗ trợ mình các bạn. Các bạn dùng cái điện thoại hoặc là cái máy tính nha, máy tính, laptop hoặc PC gì cũng được, các bạn mở trình duyệt bất kỳ lên đó. Ở đây mình sử dụng PC nè, sử dụng điện thoại được nha các bạn. Các bạn mở YouTube lên, ở mục tìm kiếm của YouTube nè, các bạn gõ vào thiết bị an ninh 24 giờ đó, bạn gõ không dấu cũng được nha. Rồi các bạn vào trong thiết bị an ninh hoặc là thiết bị an ninh 24 giờ đều được hết nha các bạn. Đó, sau khi các bạn chọn, các bạn thấy cái logo của mình nè, cái logo màu xanh có cái khóa màu đỏ nè là của mình nha. Các bạn click vào, các bạn vào trong một video đó, các bạn kéo xuống nha, trong đây mình có tới 100 mấy video nha các bạn, rất là nhiều nha các bạn. Bạn kéo xuống đó, bạn kéo xuống, các bạn thấy tìm nha, các bạn tìm đây bạn các bạn tìm tới cái video là cách xóa thiết bị khỏi tài khoản đã đăng ký camera KB One và camera iMail, nhớ nha, tìm đến
đó, nó có cái thumbnail nè, cái hình nè bạn, bạn thấy không, hai cái camera cài báo lỗi cách xử lý đó. Các bạn tìm đến cái video này thì trong cái video này mình hướng dẫn rất là chi tiết cho các bạn làm thế nào để gửi tin nhắn đến kỹ thuật tiếp nhận và xử lý nha các bạn. Đó, nhớ là cái video này nha các bạn. Thì trong video mình hướng dẫn rất là chi tiết các bạn nhớ, các bạn xem video kỹ giùm mình nha. Có nhiều bạn xem được tí xíu rồi không hiểu rồi cứ nhắn tin gọi điện hỏi mình. Thật ra ở trong video mình đã nói rất là kỹ, rất là rõ nha các bạn. Cái vấn đề nữa các bạn lưu ý là khi các bạn gửi tin nhắn cho kỹ thuật á, thì các bạn gửi trong giờ hành chính giúp mình nha. Trong giờ hành chính nha các bạn. Giờ hành chính là giờ như thế nào? Ví dụ như là từ thứ hai cho đến thứ sáu đó, thứ hai cho đến thứ bảy các bạn, tức là thứ hai sáng từ làm việc từ 8 giờ cho tới 11 giờ, 11:30 đó, mình tính từ 11 giờ thôi. Rồi chiều từ 2 giờ cho tới 4 giờ là thời điểm vàng, các bạn gửi tin nhắn vào giờ đó là rất là ok. Các bạn không gửi tin nhắn ngoài cái thời gian đó nha các bạn. Ngoài thời gian đó là người ta bận bịu, người ta không có làm việc, hoặc là cái thời điểm người ta nghỉ riêng tư, tin nhắn của các bạn bị trôi là không có giải quyết được đó. Hoặc là trước đây có nhiều bạn gửi vào ban đêm, gửi vào chủ nhật, gửi vào ngày lễ, không ai tiếp nhận hết. Rồi các bạn nhắn tin cho mình, các bạn nói là gửi tin nhắn là không ai giải quyết đó. Nhớ nha các bạn, gửi trong giờ hành chính, trong khung giờ mà mình đã nói đó là ok nhất đó. Rồi một vấn đề nữa là có nhiều bạn comment nói mình là gửi cái số, gửi cái thông tin cho cái số lạ đó thì dễ bị hack camera, dễ bị xâm nhập, dễ bị hack. Không có nha các bạn. Đó, cái số đó là cái số hỗ trợ kỹ thuật của hãng Cablevision đó, của hãng nha các bạn, chứ không phải mình đưa cái số tầm bậy tầm bạ lên để hack tài khoản của các bạn nha. Không đúng nha các bạn. Bạn không tin thì các bạn cứ vào Google, các bạn gõ cái số điện thoại đó vào trong đó thì nó sẽ ra thôi nha các bạn. Rồi ở video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để phân biệt cái tài khoản của mình đang sử dụng là tài khoản phụ hay tài khoản chính nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn biết mà xử lý nha, để biết mình sở hữu cái tài khoản chính hay tài khoản phụ để bảo mật cái hình ảnh, cái video của mình nha các bạn. Đó, các bạn xem video các bạn nhớ like và đăng ký kênh nha các bạn, để khi mình ra những cái video mới á, nó sẽ tự động thông báo đến tất cả các bạn nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.